để tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lang thang đi trên đường Hàm Nghi. Chúng ta đứng ngay đây là gần đến Nguyễn Huệ rồi nè. Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng. Ngay đây là có tiệm bánh Như Lan. Thì hành trình chúng ta sẵn đi ngang qua cái đường Tôn Thất Đạm, thì bây giờ chúng ta sẽ hoành lại đường Tôn Thất Đạm ha. Nãy chúng ta đi đường Hồ Tùng Mậu, nhưng mà đi ngang Tôn Thất Đạm thì bây giờ chúng ta sẽ hoành lại để đi ngang cái đường Tôn Thất Đạm, gửi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về cái ngôi chợ thân thương đã tồn tại rất là lâu ở đây, để xem hôm nay trong chợ có gì ha, rồi mình sẽ chia sẻ tiếp. Ở đây cũng là cơ sở sản xuất bánh Như Lan luôn. À, đây ngày xưa chỗ này là nhà hàng Động Phát. Tòa nhà của nhà hàng Động Phát. Những cái cô bán tạp hóa rồi phở, cơm tấm ở đây. Bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi nên chợ này cũng không có đông lắm. Ta đang đứng ở đường Tôn Thất Đạm, giao lộ Tôn Thất Đạm và Hàm Nghi nè. Nhìn qua bên kia thì là ngân hàng Vietinbank. Đi thẳng qua bên kia nữa thì chúng ta sẽ đến bến Chương Dương, chợ cầu móng năm xưa. Con đường Hàm Nghi là con đường của rất là nhiều ngân hàng. Mình đi thẳng đường Hàm Nghi này chúng ta sẽ đến chợ Bến Thành, Bùng Binh, Quách Thị Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vô cái khúc chợ cũ. Chợ cũ trên đường Hàm Nghi, trên đường Tôn Thất Đạm. Chợ cũ năm xưa. Ở đây thì cũng còn cái mái nhà tôn nhỏ nhỏ, có các cô ngồi ở đây luôn nè, các cô ngủ ở đây luôn. Cô bán xôi gà. Những mái tôn năm nào vẫn còn ha. Chợ thì bây giờ đã dẹp hết rồi. Mình vừa đi qua cái hẻm 62 rồi đến 66. Cái trần rất là thấp mà chúng ta cảm giác có thể đụng đầu luôn á, cho thấy cái đường này nâng cao lên rất là nhiều ha. Ở đây cô bán tạp hóa. Bên đây là rau cải. Bán cải rất là nhiều ha. Cô bán cải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khách du lịch nè, họ đi du lịch lang thang vòng vòng ở trung tâm Sài Gòn. Ở ngoài đây thì ở Sài Gòn thì không có phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng có người tấp nập. Đây có quán rượu. Thank you very much. Nice to give you a Vietnamese song. Đây chú quán hải sản năm sinh, sinh năm. Hôm nay thì cái quán đó rất là đông, chúng ta thấy sôi động. Diễm Phương và chú Thái. Đến đây thì cái chợ này cũng hết rồi. Tới đây thì không có đông như cái khúc lúc nãy. Tại khúc nãy có cái quán rượu nên rất là đông, nên hơi nhộn nhịp khúc đó. Còn khúc này bà con mình đóng cửa hết rồi. Những cái kiểu cửa chắc có lẽ là mấy chục năm về trước luôn á. Sạp hùng loi. Đường lên chung cư nè. Bà con đang dọn dẹp. Cuốn ở đu đủ há cảo. Chú đã bán hủ tiếu. Ở đầu đường thì có chú chiên nè. Chú chiên theo kiểu hiện đại. Ngày xưa em có review cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, mình cùng nhìn lại con đường lúc nãy chúng ta vừa đi qua nha. Rồi chúng ta ra đây là ngã tư Huỳnh Thúc Kháng.
Huỳnh Thúc Kháng và Tôn Thất Đạm. Và đến đây cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Một số hình ảnh về khúc đường Tôn Thất Đạm có ngôi chợ cũ gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ta đến ngã ba Tôn Thất Hiệp và Tôn Thất Đạm, chắc là anh em nhà họ Tôn.